Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giá trị giao dịch nhóm năng lượng của các nhà đầu tư trong nước thời gian qua tăng khá mạnh, trung bình mỗi phiên đạt 1.800 tỷ đồng, cao hơn 30% so với giai đoạn đầu năm. Và tận dụng sự quan tâm của nhà đầu tư, mới đây, MXV đã đưa thêm một loạt các sản phẩm năng lượng mới vào giao dịch. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá hơn nữa của loại hình giao dịch này tại Việt Nam trong thời gian tới. Dầu thô WTI Micro, khí tự nhiên Mini, dầu thô Brent Mini, đây là 3 sản phẩm vừa mới giao dịch tại Việt Nam. Theo các nhà đầu tư, với mức ký quỹ tối thiểu chỉ 15 triệu đồng, đã khiến 3 mặt hàng mới này trở nên hấp dẫn hơn. Thì tôi cho rằng họ đã đưa ra một mức quỹ rất là hợp lý. Chắc chắn rằng dầu thô sẽ nằm trong cái danh mục đầu tư hàng đầu của tôi trong thời gian sắp tới. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, việc đưa thêm các mặt hàng trên vào giao dịch đã đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư quy mô vừa và nhỏ. Thì hiện tại các nhà đầu tư trong nước đã có thể giao dịch các sản phẩm này với mức ký quỹ thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo được tính minh bạch và thanh khoản cao. Còn với doanh nghiệp xăng dầu trong nước, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh từ đầu năm cho đến nay, họ rất cần những hoạt động bảo hiểm rủi ro. Trong giai đoạn này là rất cần thiết. Đấy, khi có các cái thông tin thì như vậy các nhà kinh doanh xăng dầu trong nước cũng có cơ sở để phân tích, lựa chọn và tham gia bảo hiểm giá một cách có hiệu quả. Các sản phẩm mới hiện đang giao dịch liên tục 23/24 tiếng mỗi ngày và liên thông trên sở NYMEX và sở ICE Singapore.